người chào đây, tôi đang live vơ. Hello, xin chào mọi người nhá. Nghe em đang ở tại bến bèo. Tôi nói chân quê là bến bèo đi. Thả cho quả tim, bấm cho quả sẻ. Đây thì em đang ra vịnh mọi người nha. Đứng đây. Chào quay nha. Chào Thủy Tú nha. Nghiêng ra một tí. Cái này bây giờ chịu đang người ta đang live vô. Em ạ, chị Tân. Anh đang live vừa để chụp rồi. Đang ế, ai cần thì em giới thiệu cho. Ăn mì ở Chùa Bảy, đăng phây các kiểu. Em có cái là có cái độ view là cao hơn cả rồi. Hello. Mẹ đang bay trên mây cơ mà. Bình bầm con xuôi. Đang ngồi đây nè. Ngồi đó. Ừ.
Vào được chưa? Vào đi. Đi qua đây. Đấy. Chú đứng xa một tí đấy. Ok, rồi rồi. Chưa được. Anh chụp đâu? Ok, dê. Anh cần chị nhìn thấy rõ anh đâu? Thôi mồm rồi. Không đeo kính đen. Kính anh kính trơn với kính đen đâu? Kính trơn với kính đen này đó. Em à.